ba các học viên lòng Pháp Luân Công đang từ từ tiến vào sáng đời, và các học viên Pháp Luân Đại Pháp xin kính chào quý quan khách và kính chúc quý vị một năm mới thịnh vượng và an lành. Thank you Pháp Luân Đại Pháp. À, ngày thế thì trên 140 quốc gia tu tập Pháp Luân Công mỗi sáng chủ nhật tại Mount Square Park của thành phố New York, Sài Gòn. Physical and mental well-being through adhering to the universal principle of truthfulness, compassion, and tolerance. Five sets of gentle exercises, including spit meditation. And they offer free instruction for the exercises at Miles Square Park every Sunday morning. Contact them, get one of their flyers, and head on out there, guys. Big round of applause. Miles down for a round of applause, guys. Vận động nguyên ngày rồi đó. Xin chúc mừng một tràng pháo tay thật lớn cho xe hoa của đội Pháp Luân Công. Chân thành cảm ơn quý vị đã Nè, 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 nè.
I'm waiting.